Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Hùng sẽ chia sẻ bạn màu nhậm đen xanh. Thì cái màu này á, từ cái nền màu đen nhậm lên vẫn được nha cả nhà. Thì từ cái nền màu đen nhậm lên nó sẽ ra đen xanh, ánh xanh lá nhiều hơn. Còn cái nền có sẵn thì sẽ ra ánh xanh dương. Cái mã màu nó sẽ là 4 gạch 11. Đây, hôm nay Hùng quay kỹ cái tiếp thuốc luôn, mã màu luôn, thương hiệu là Chocolate 123. Các bạn chụp hình cái hộp này gửi lên Facebook rồi hỏi ai bán cái này, mua về xài thôi. 4 gạch 11 màu sô-cô-la, hương thơm nặng ra, nó giống như mùi sô-cô-la ở như cả nhà. Tỷ lệ pha 1 thuốc 1 oxy, có nghĩa là 100 g thuốc tương đương đến 100 g oxy nha cả nhà. Màu này không cần phải pha gì thêm, rất đơn giản. Nếu các bạn có muốn pha thêm thì mình pha mix blue vào thôi ha. Tại cái màu 411 này cái màu nó đậm đặc lắm, màu nó nghiêng về blue như cái nhà. Tóc nào mà tẩy rồi nó sẽ ra ánh xanh dương. Tóc nào mà tẩy rồi nó sẽ ra ánh xanh dương như cả nhà. Đấy, khoảng 200 g thuốc được tương đương với 200 g oxy. À, Hùng cũng cảm ơn tất cả các bạn trên YouTube đã ủng hộ Hùng. Hiện tại kênh của Hùng đã đạt 20.000 người đăng ký. Rồi, trong vòng 2 tháng mấy Hùng tạo cái trang này được 2 tháng mấy nữa nha. Thì khi trộn thuốc các bạn phải trộn thuốc thật là đều. Khi nhậm tóc hay khi pha thuốc nước vào thuốc dụi các bạn phải trộn thật là đều nha chú. Trộn không có đều, nhậm nó dễ bị loang lộ đó cái nhà ơi. Việc nó trộn đều lên. Các bạn có thể mua cây đánh trứng, các bạn đánh lên. Thì mình sẽ nhậm phần chân trước nha cả nhà, vì phần chân nó đen. Cái ngọn tóc này yếu lắm. Nhậm cái màu này, nếu các bạn nhậm trên tóc đen, các bạn nhậm từ chân ra ngọn. Thì thời gian lưu phút là 40 phút nha cả nhà. Mình bôi hết từ trên xuống dưới. Đơn giản thôi, đó, Hùng đã hoàn thành xong cái mẫu nhộm đen xanh. Cô bé rất là dễ thương. Ok, thả tim đi nào. Xem xong nhớ like, share và comment nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất của Hùng nha.